Tàn thừa nhận đội nhà yếu nhất bảng. Sau trận giao hữu với U23 Saudi Ả Rập, toàn đội U23 Thái Lan đã nhanh chóng bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở bảng A gặp U23 Bahrain vào ngày mùng 8 tháng 1. Sau buổi tập, thủ môn Korafat Narichan đã có buổi trả lời phỏng vấn trước báo giới. Trong đó, anh thừa nhận rằng U23 Thái Lan chính là đội bóng yếu nhất giải đấu. Cũng theo thủ môn Korafat Narichan, toàn đội U23 Thái Lan đang dần thích nghi với chiến thuật của huấn luyện viên Akira Nishino chiến lược gia người Nhật Bản đang cố gắng xây dựng U23 Thái Lan trở thành khối vững chắc, có thể chống chịu được trước nhiều đối thủ mạnh. Mục tiêu của U23 Thái Lan ở giải đấu lần này là giành tấm vé dự tham dự Olympic. Thế nhưng, họ đang gặp khó khăn về nhân sự trước thềm giải đấu với hàng loạt chấn thương của Supachok Sarachat, Kevin Deromram, Sittichok Paso, Jatura Patsatum, Pacharapon Intani và Non Nam.